Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ông Trần Văn Thiết ở xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên làm theo lời Bác. Bắc Ninh tổ chức giao lưu các câu lạc bộ toán tuổi thơ cấp tiểu học năm học 2019. Huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam phấn đấu xóa bỏ lò vôi thủ công. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh luôn tăng cường triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phong trào đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ. Tấm gương Chủ tịch Hội Nông dân xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên là một ví dụ điển hình. Đến nay, ông Thiết đã có 15 năm giữ cương vị Chủ tịch Hội Nông dân xã Hoàn Long, xác định lời nói phải đi đôi với việc làm, muốn các hội viên làm theo, bản thân ông phải là người gương mẫu đi đầu. Từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho đến tham gia các phong trào hội phát động, qua từng ấy năm công tác là từng ấy năm ông luôn nỗ lực hết mình xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy cho hội viên về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Tích cực rèn luyện, học tập, trao dồi cái kiến thức cho mình và hỗ trợ như vậy là cán bộ hội viên rồi những bạn bè xung quanh mình để cùng nhau thực hiện, cùng nhau phát triển. Bằng trách nhiệm của mình, ông Thiết tranh thủ mọi nguồn lực giúp hội viên phát triển sản xuất bởi ông hiểu rõ đối với nông dân, nguồn vốn và kỹ thuật là hai yếu tố quan trọng tạo đà giúp nông dân mạnh dạn đầu tư sản xuất. Nhờ đó, 200 hội viên được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội và Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp với tổng số tiền trên 7,7 tỷ đồng. Nguồn tiền trên được các hội viên sử dụng để chuyển đổi từ trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây cảnh, mô hình VAC, sản xuất rau an toàn và trồng cây ăn quả như hội viên Vũ Thị Tỉnh, Hà Thị Song, thôn Đại Hạnh, hội viên Đặng Văn Thuân, thôn Trấn Đông. Ngoài ra, với cương vị là Chủ tịch hội, ông chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn, tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật và tổ chức tham quan, học tập các mô hình kinh tế điển hình ở trong và ngoài địa phương. Kết quả đến nay, 50% trong tổng số trên 1.500 hội viên nông dân trong xã đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Với cương vị là Chủ tịch hội, thì đồng chí đã đầu tàu gương mẫu, định hướng những cái loại cây trồng, cây con có giá trị kinh tế cao để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Ông Thiết còn vận động cán bộ, hội viên chung tay xây dựng nông thôn mới. Gần đây nhất, ông vận động gia đình hội viên Nguyễn Văn Thái hiến gần 100 mét vuông đất thổ cư để làm đường dẫn nước sạch cho nhân dân địa phương. Với những thành tích của mình, ông Thiết đã hai lần được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen, xứng đáng là tấm gương điển hình về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương vốn nổi tiếng với nghề nuôi rắn độc. Tuy nhiên, những năm trước đây, do thị trường đầu ra chủ yếu là xuất khẩu bằng đường tiểu ngạch sang Trung Quốc nên không ổn định, có thời điểm giá lên rất cao nhưng cũng có lúc lại xuống thấp, khiến cho người nông dân không dám đầu tư. Hơn 2 năm trở lại đây, việc tiêu thụ tương đối ổn định khiến nhiều người lại mạnh dạn đầu tư nuôi rắn theo quy mô trang trại. Ngày này mang lại hiệu quả kinh tế cao nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro bởi thị trường bấp bênh. Anh Hoàng Công Long ở khu dân cư Chi Ngãi 1 có kinh nghiệm nuôi rắn hơn 20 năm. Từng có thời điểm ăn nên làm ra nhờ rắn, nhưng cũng có thời điểm thị trường đầu ra bấp bênh, anh Long phải chuyển sang nghề khác. Khi có đối tác cam kết tiêu thụ ổn định, anh Long đã quyết tâm quay lại với nghề. Hiện nay, anh đã đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng trang trại nuôi rắn rộng hơn 1 hecta, có hơn 100 chuồng trại chăn nuôi rắn tại đây, chủ yếu là rắn hổ châu và hổ mang, với số lượng mỗi lứa gần 9.000 con, với giá bán trung bình 500.000 đồng kg, dự kiến doanh thu gần 10 tỷ đồng mỗi năm. Ngoài việc tập trung nuôi rắn thương phẩm xuất bán sang Trung Quốc, anh Long cũng đang đẩy mạnh nuôi rắn đẻ để bán giống tại thị trường trong nước. Theo các hộ nuôi rắn ở phường Cộng Hòa, hiện nay lượng rắn xuất bán sang thị trường Trung Quốc chiếm tới 95%. Bởi thịt rắn được người Trung Quốc ưa chuộng nên nhu cầu về loại thực phẩm này rất cao. Khi Trung Quốc đột ngột ngừng thu mua thì người nuôi rắn sẽ bị thiệt hại rất lớn. Bởi mỗi một con rắn thương phẩm nuôi đến kỳ xuất bán phải mất từ 1,5 đến 2 năm. Trong khi mỗi kg rắn thương phẩm sẽ tiêu tốn khoảng từ 300 đến 350.000 đồng tiền mồi, chưa kể chi phí nhân công, điện nước. Nuôi con rắn thì thực sự là nếu mà nói lợi nhuận về kinh tế mà để chăn nuôi thì tôi nghĩ là chưa nuôi cái con gì nó hơn con rắn cả.
Nhưng mà nuôi cái con rắn thì nó chỉ có cái điều là mình phải đối diện với những cái rủi ro. Một là rủi ro về giá cả thị trường của Trung Quốc. Hai là rủi ro nghề nghiệp. Vì con rắn nó là con cái loài nó cực độc. Đấy, nếu mà không xử lý được thì khi mà nó gặp nó cắn mà mình không xử lý kịp thời là sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Trên địa bàn phường Cộng Hòa hiện có hơn 20 hộ nuôi rắn, chủ yếu tập trung ở khu dân cư Chi Ngãi 1 và Chi Ngãi 2 với quy mô nuôi từ 300 đến 10.000 con một hộ. Hiện nay nhiều hộ còn tận dụng chuồng nuôi lợn gà để cải tạo thành chuồng nuôi rắn. Mặc dù nghề nuôi rắn lợi nhuận cao nhưng bấp bênh, tiêu thụ theo đường tiểu ngạch, người nuôi không chủ động được đầu ra nên tránh đầu tư ồ ạt, thiệt hại về kinh tế. Hơn nữa, nuôi rắn độc còn tiềm ẩn nguy hiểm cho chính người nuôi, gia đình và cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, để tạo thêm việc làm cho người nông dân lúc nông nhàn, nhiều hộ gia đình ở Nam Định đã đưa thêm các nghề truyền thống về làng quê, góp phần giúp nông dân tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Nghề làm mành hạt tại thôn Thượng Nông, xã Bình Minh, huyện Nam Trực là một trong những nghề đang đem lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân. Xuất thân từ gia đình có nghề nấu kẹo lạc truyền thống, nhưng anh Vũ Văn Trưởng, thôn Thượng Nông, xã Bình Minh lại tìm tòi làm quen với nghề làm mành hạt. Dù đã có quá trình làm nghề gần 20 năm nay, nhưng chỉ mấy năm gần đây anh cùng gia đình mới thực sự mở rộng được quy mô sản xuất và tạo việc làm cho người dân lao động trong xã và các xã lân cận. Cũng như nhiều nghề thủ công khác, để làm nên những chiếc mành hạt thành phẩm phải trải qua rất nhiều công đoạn, từ xay hạt tạo hình, tạo độ nhẵn bóng, đến xế hạt cho khô, rồi trộn màu sâu hạt. Bởi vậy, gia đình anh thường xuyên huy động từ 5 đến 7 nhân công trực tiếp sản xuất. Ngoài ra còn tạo việc làm cho hàng chục lao động tại nhà trong lúc nông nhàn. Đây cũng là công việc thuận lợi cho nhiều lao động ở nông thôn. Theo chia sẻ của những người làm nghề tại thôn Thượng Nông, dù nghề làm mành hạt không quá khó và mang lại thu nhập ổn định cho người dân, tuy nhiên việc mở rộng quy mô sản xuất còn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu do mức tiêu thụ sản phẩm trên thị trường còn lẻ tẻ. Đây cũng là nguyên do để những người làm nghề tiếp tục cải tiến mẫu mã sản phẩm mành hạt nhằm đáp ứng được nhiều hơn thị hiếu của người tiêu dùng trong thời gian tới. Trên địa bàn tỉnh Hà Nam hiện có 17 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, thu hút trên 180 dự án vào đầu tư. Những năm qua, doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp đã đóng góp không nhỏ vào ngân sách của địa phương, tạo nên bức tranh công nghiệp phong phú, góp phần thúc đẩy sản xuất công nghiệp của Hà Nam ngày càng phát triển. 17 cụm công nghiệp đang hoạt động đã thu hút 187 dự án vào đầu tư với tổng diện tích trên 300 ha. Các doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp đang tạo việc làm cho trên 12.000 lao động với mức thu nhập bình quân từ 4 đến 5 triệu đồng một người một tháng. Năm 2018, sản xuất của các doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp đạt gần 12.800 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 7% so với năm 2017. Giá trị kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp đạt gần 324 triệu đô la Mỹ, chiếm 12% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh, nộp ngân sách khoảng 310 tỷ đồng. Ghi nhận từ thực tiễn, tại các cụm công nghiệp trong toàn tỉnh, hiện có 29 doanh nghiệp có hàng hóa tham gia xuất khẩu với các mặt hàng chính là may mặc, chế biến thực phẩm, đồ chơi, đồ dùng gia đình. Để đẩy mạnh sản xuất, đảm bảo đủ nguồn hàng cho xuất khẩu, các doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp hiện luôn chú trọng thực hiện tốt các chế độ chính sách, đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cho người lao động. Cùng với đó, đầu tư công nghệ máy móc hiện đại để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Điển hình như công ty may Kinh Bắc, công ty cổ phần thời trang Gen Việt tại cụm công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, công ty cổ phần may Đức Hạnh tại cụm công nghiệp Bình Lục, công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Hải Đăng Vĩnh Tuy tại cụm công nghiệp Kim Bình. Trong năm 2019, các cụm công nghiệp trên địa bàn Hà Nam sẽ tiếp tục được hoàn thiện về cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng các dịch vụ phục vụ sản xuất, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, tạo bước đột phá trong phát triển ngành công nghiệp của tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển của xã hội, bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch ung thư gia tăng nhanh chóng. Toàn tỉnh Hải Dương có gần 40.000 bệnh nhân tăng huyết áp được quản lý. Bệnh đái tháo đường ước tính có khoảng trên 10% dân số trong tỉnh mắc và gần 5% số người mắc tiền đái tháo đường. Do vậy, xây dựng mô hình quản lý bệnh không lây nhiễm theo nguyên lý hộ gia đình đang là vấn đề cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh được chọn xây dựng điểm mô hình quản lý bệnh không lây nhiễm theo nguyên lý hộ gia đình, xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ đã đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai xuống 100% các hộ gia đình trong xã.
Sau khi triển khai hoạt động quản lý bệnh không lây nhiễm theo nguyên lý y học gia đình, Trung tâm Y tế huyện Tứ Kỳ đã phối hợp với Trường Đại học Y Dược học Hải Phòng tổ chức tập huấn về hướng dẫn chẩn đoán bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường cho 50 y bác sĩ khám chữa bệnh tại 27 trạm y tế xã thị trấn. Tổ chức khám sàng lọc được gần 3.000 người tại xã Hưng Đạo, trong đó phát hiện 710 người bị tăng huyết áp, 44 người bị tiểu đường, truyền thông trực tiếp phát tờ rơi về giảm muối và nguy cơ của bệnh tăng huyết áp cho hơn 100 người dân tại 3 thôn của xã. Nhiều trường hợp trung niên ban đầu chưa nắm được, rất xem nhẹ bệnh và khi phát hiện được tư vấn đã tuyệt đối dùng thuốc đều đặn cũng như chế độ luyện tập sinh hoạt hàng ngày. Cùng với 26 xã thị trấn ở 8 tỉnh, thành phố trên cả nước, xã Hưng Đạo được chọn làm điểm về mô hình quản lý y học hộ gia đình. Huyện Tứ Kỳ đang tích cực nhân rộng trên địa bàn. Tiến tới đến năm 2020 thì chúng tôi sẽ đạt đến phấn đấu là đạt 90% dân số được kiểm soát và quản lý bệnh tật. Và đến năm 2025 thì sẽ 100% dân số được quản lý về bệnh tật theo nguyên lý y học gia đình. Riêng về cái y học gia đình này thì rất tốt cho người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu và quản lý hồ sơ, được tư vấn tại trạm y tế xã. Và khi mà chúng ta quản lý tốt thì chúng ta sẽ điều trị tốt. Rút kinh nghiệm từ mô hình điểm tại xã Hưng Đạo, thiết nghĩ không chỉ huyện Tứ Kỳ mà Sở Y tế cần đánh giá và tiến hành nhân rộng mô hình tại các trạm y tế xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong những năm tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, năm học 2018-2019, ngành giáo dục đào tạo Hà Nam tiếp tục triển khai nhiệm vụ chủ yếu và năm giải pháp cơ bản, trong khi tập trung thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chính phủ Quốc hội về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh đổi mới chương trình sách giáo khoa, giáo dục phổ thông. Ngành cũng đặc biệt chú trọng đến đạo đức nhà giáo, đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục, tăng cường thanh tra kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng của các nhà trường, đảm bảo an toàn trường học, nâng cao dân chủ, tăng cường kỷ cương trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, quan tâm phát triển phẩm chất năng lực người học, chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. Cùng với đó, ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục triển khai thực hiện đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người đứng đầu đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2017-2020 đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục phổ thông. Chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý ở tất cả các cấp học ngày càng được nâng cao với 100% đạt chuẩn, trong đó có tới 69% trên chuẩn. Với việc đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, hỗ trợ từ nhiều phía để hoàn thiện cơ sở vật chất cho các trường học, đến nay, Hà Nam có 348 trên 3.378 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 92%. Với việc đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, hỗ trợ từ nhiều phía để hoàn thiện cơ sở vật chất cho các trường học, đến nay Hà Nam đã có trên 92% trường đạt chuẩn quốc gia. Theo đánh giá, phòng học, bàn ghế tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn cơ bản đáp ứng tốt cho việc giảng dạy, toàn tỉnh không có đơn vị nào phải học 3K. Thực tế hiện nay, bên cạnh việc học văn hóa trong nhà trường, trẻ cần có nhiều sân chơi thông qua các lớp học năng khiếu để giải phóng năng lượng, giải tỏa những căng thẳng mệt mỏi sau những giờ học tập trên lớp. Thông qua những lớp học năng khiếu không chỉ giúp phát triển tài năng của trẻ mà còn là bước đệm đầu đời cho những năng khiếu bẩm sinh. Bên cạnh các lớp học kỹ năng sống, các lớp năng khiếu tại Trung tâm Giáo dục Thanh Thiên Trường, huyện Ý Yên đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều học sinh và phụ huynh với nhiều môn học khác nhau tùy sở thích của từng học sinh như dạy võ, dạy múa, hát vẽ, dạy biểu diễn ảo thuật. Với độ tuổi chủ yếu từ 5 tuổi đến 10 tuổi, tại các lớp học, trẻ thỏa sức vui chơi, sáng tạo, giải phóng năng lượng, tâm trạng vui vẻ phấn chấn hơn sau mỗi ngày học căng thẳng trong nhà trường. Có những ngày cao điểm, trung tâm đón hơn 400 em học sinh đến với các lớp học năng khiếu. Bên cạnh việc học các môn năng khiếu tại trung tâm, các bạn nhỏ còn có cơ hội được đi biểu diễn. Đây là những sân chơi giúp các con tự tin thể hiện tài năng của mình, giúp các con vui hơn, thoải mái hơn và hăng say học tập hơn. Việc được quan tâm phát triển năng khiếu ngay từ những năm đầu đời sẽ nuôi dưỡng những kỹ năng quan trọng mà một đứa trẻ cần có, cũng như là bước đệm đầu đời cho những năng khiếu bẩm sinh có cơ hội phát triển. Xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu là cái nôi của hát chống quân Hưng Yên. Đã có một thời kỳ hát chống quân Dạ Trạch bị mai một, nhưng bằng niềm say mê, nhiều nghệ nhân đã tìm tòi các tài liệu để khôi phục làn điệu này. Những năm gần đây, các nghệ nhân còn tiến hành dạy hát chống quân trong các nhà trường.
Tại Trạch huyện Khoái Châu là cái nôi của hát chống quân Hưng Yên. Đã có một thời kỳ hát chống quân Dạ Trạch bị mai một, nhưng bằng niềm say mê, nhiều nghệ nhân đã tìm tòi các tài liệu để khôi phục làn điệu này. Những năm gần đây, các nghệ nhân còn tiến hành dạy hát chống quân trong các nhà trường. Từ năm 2014, câu lạc bộ chống quân xã Dạ Trạch đã tiến hành việc dạy hát chống quân trong nhà trường. Ban đầu các lớp học hát chống quân chỉ được tiến hành ở trường tiểu học Dạ Trạch, sau đó được nhân rộng đến trường trung học cơ sở Dạ Trạch. Đến nay đã có nhiều lớp thế hệ học sinh ở Dạ Trạch được học và yêu thích hát chống quân. Hy vọng với việc làm này, chống quân Dạ Trạch sẽ được lưu truyền và phát triển hơn nữa. Để tăng cường hoạt động trải nghiệm, gắn học tập với thực tiễn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai phương thức sử dụng di sản trong dạy học ở trường phổ thông và đang được nhiều trường trong tỉnh Ninh Bình vận dụng hiệu quả. Trong không gian văn hóa cổ kính của ngôi đình làng Bạch Cừ hàng trăm năm tuổi, các em học sinh trường tiểu học Ninh Khang được trải nghiệm nhiều hoạt động phong phú như tham quan đình làng Bạch Cừ, xem các clip giới thiệu về đình làng Việt Nam nói chung, một số ngôi đình cổ nổi tiếng của miền Bắc và tỉnh Ninh Bình, tham gia biểu diễn bài vè, múa hát chầu văn, các tích chèo cổ. Với hình thức sân khấu hóa, các hoạt động học tập đã thu hút sự tham gia hào hứng của tất cả các em học sinh, giúp các em hiểu hơn về những giá trị của các di sản văn hóa nói chung, của các đình làng cổ, đặc biệt là đình làng Bạch Cừ. Việc tổ chức chuyên đề đã thể hiện những nỗ lực của ngành giáo dục huyện Hoa Lư trong đổi mới, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học, góp phần phát triển toàn diện nhân cách cho học sinh. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe cho người lao động mà còn tăng năng suất chất lượng trong sản xuất của mỗi đơn vị doanh nghiệp. Tuy nhiên, tại một số nơi, công tác này hiện chưa được quan tâm đúng mức, dẫn tới tai nạn lao động vẫn còn xảy ra. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, chỉ tính riêng từ năm 2018 đến nay trên địa bàn tỉnh ta đã xảy ra 63 vụ tai nạn lao động, làm 8 người chết, 110 người bị thương, trong đó có 15 người bị thương nặng. Tuy nhiên, đây là con số chưa chính xác bởi hiện mới có 74 trên hơn 4.000 cơ sở doanh nghiệp tham gia sản xuất kinh doanh, sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh gửi báo cáo về Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Còn thực tế số vụ tai nạn lao động xảy ra nhiều hơn. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn lao động chủ yếu là do người lao động vi phạm biện pháp an toàn trong quy trình vận hành các thiết bị máy móc, doanh nghiệp sử dụng lao động chưa tuân thủ đảm bảo những quy định đối với người lao động, công tác tập huấn về an toàn vệ sinh lao động chưa coi trọng, nhất là tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mặt khác, người lao động tại các khu vực không có quan hệ lao động, không hiểu và biết hết được các cách thức làm việc đảm bảo an toàn lao động nên dễ bị tai nạn lao động. Huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam vừa ban hành kế hoạch về thực hiện cơ chế hỗ trợ xóa bỏ các lò vôi thủ công trên địa bàn. Mục tiêu phấn đấu tháo dỡ thiết bị nhà xưởng lò vôi và khôi phục mặt bằng của các cơ sở sản xuất vôi thủ công xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2019. Để xóa bỏ lò vôi theo kế hoạch, huyện Thanh Liêm đã thành lập hội đồng thực hiện giải tỏa lò vôi để chỉ đạo kiểm tra đôn đốc việc tháo dỡ, di chuyển, khôi phục mặt bằng các lò vôi thủ công, yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra đôn đốc, giám sát các địa phương chấm dứt hoạt động và chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho tháo dỡ lò vôi. Cùng với đó, tạo điều kiện cho người làm nghề chuyển đổi sang các loại hình sản xuất khác để ổn định cuộc sống. Thanh Liêm phấn đấu hoàn thành việc xóa bỏ hoàn toàn các lò vôi thủ công theo đúng lộ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra. Là địa phương tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh trật tự, an toàn giao thông, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương phối hợp với Công an phường tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng mô hình phụ nữ tích cực tham gia bảo đảm an ninh trật tự tại tất cả các khu dân cư trên địa bàn. Cùng với việc tổ chức cho chi hội phụ nữ 10 khu dân cư ký cam kết thi đua phát huy vai trò của hội viên tích cực tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã phối hợp với lực lượng công an đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao ý thức cũng như trách nhiệm của cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân trong việc chấp hành pháp luật, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ái Quốc cũng thường xuyên duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình câu lạc bộ, gia đình hạnh phúc, quản lý giáo dục con em không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội. Thông qua đó, đã phát huy vai trò tích cực của phụ nữ trong việc giáo dục con em, người thân trong gia đình
không phạm tội, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, phối hợp tổ chức hòa giải, giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, kết hợp chặt chẽ các nội dung chuyên đề của hội phụ nữ với phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình.